cần thân nhưng thiết. Nhưng mà tụi em phải đoán hả? Chị Bu không được đoán hả? Chị không được đoán hay là muốn chơi chị không? Nè bây giờ em nói là chị chơi ấy đây, chị chơi chị sao vậy? Chị nên lấy khăn giấy chùi miệng. Không, chị chùi nước mắt đi. Không, chị chùi nước mắt đi. Thấy chị cô đơn lắm rồi. Tính kiểu chị em mình thương mình lấy khăn giấy cho ai về đâu. Ừ, có người chăm sóc rồi thì thôi chứ. Muốn khóc quá. Alo. Alo. Rảnh không? Chạy qua đây giúp chị cái, cứu cái. Qua đây để chị nhắn địa chỉ cho qua liền, cứu cái. Gần nhà. Bây giờ chị nhắn tin cho, cứu cái nha. Ai chị Bô? Bên đường dây nóng. Là mê chưa? Là mê dữ chưa? Là thật sự mê dữ chưa? Mê dữ nha. Thì có fan của người ta biết có buồn em lắm luôn á. Nếu mà chị đó em cặp mắt của Jisoo thì em biết ngay. Ủa? Chứ mắt của vợ em thì em không biết ngay. Mà mắt Jisoo thì em biết ngay. Giống như chị ta cô đơn lâu đó. Chị ta hại mình. Nhà một góc nhà mình. Ok, tại tôi là tôi muốn hết đó, tôi là người xấu. Bây giờ chị sẽ đấu với một trong hai. Rồi chị đấu đi. Thắng chị phải hai, đấu. Hai vợ chồng cùng ăn. Một mình chị nhịn, còn nếu chị thắng một mình chị ăn, hai chồng nhịn. Ok. Vậy muốn chơi ai? Chồng đáng hả? Không, bé đoán hay không? Em đáng hả? Đeo cho chị Bu trước đi. Chị Bu không có ai đeo. Ví dụ em nói là đeo cho chị Bu trước đi là đủ rồi. Cái câu sau mình khỏi nói, hiểu không? Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu đoán nha. Ok. Không có, hai vợ chồng không có nói nhỏ vô lỗ tai. Không, không nói luôn. Không có chơi ăn gian nha. Không có nói luôn. Chị đã quá cô đơn rồi đó. Okay. Dạ, chờ, chị ơi, cho tụi em lên món tiếp theo đi chị. Chị mà kiểu mà cô đơn vậy mà còn bị chơi. Em nghĩ là chị là... Ôi dạ, xin lỗi em. Hai tụi em đâu? Không phải, chị mà kiểu cô đơn vậy mà còn bị chơi ăn gian nữa là cộng đồng mạng chửi tụi em đó. Trời ơi. Không có cộng đồng mạng nữa. Chỉ có chị về, chị tạo nick ảo, chị còn chửi. Chị kêu giọng họ, chị vô chửi đó. Chửi dè biểu tụi em á, cho tụi em biết. Là phải chơi chính trực vô nha. Tụi em chơi là hả? Tăng chín luôn. Tăng chín. Rồi hai đứa là trong cái lúc này là tranh thủ nắm tay gì nắm đi, chị không có thấy nè. Muốn làm gì cũng em làm. Nắm tay bà đi cho bà đỡ cô đơn. Ok. Để mình để mắt mà còn không ai nắm tay. Thôi tự nhiên mở mắt ra cái không còn ai ngồi đây. Mà em nghĩ á là hả chị nếu mà chị chơi đoán là chị chơi đoán lại tụi em đâu, tại vì tụi em hả đoán ghê lắm. Được. Chị chỉ sợ là em thấy rồi em nói nhỏ. Không. Em sẽ nói liên tục luôn để cho em chị biết là không nói nhỏ cầm thành của tụi em đang đâu không. Ok. Nhưng mà lỡ em dở hí hí mắt mà Quỳnh Anh lên là sao? Không luôn. Không dở hí luôn. Không dở hí. Không dở hí luôn nha, chơi thiệt nha. Không dở hí, không nói nha. Không là chị kêu dòng họ chị lập nít vô. Lập nít vô dè biểu tụi em. Thế bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi là nhìn bộ phận cơ thể để đoán được nhân vật nổi tiếng nha. Nhân vật nổi tiếng hả? Ai? Văn Thứ. Hả? Nữ. Thiệt. Không phải chị Bu. Mấy chị Bu rồi. 3, 2, 1, mời đoán. Có Chiều Mai không hai đứa? Có ha. Quen lắm. Quen lắm hả chị? Chị nhìn là chị biết rồi, chị không cần coi đáp án á. Quen lắm hả? Quen. Quen với Rick luôn. Dạ. Rick mê lắm. Chồng mê lắm chứ. Mê lắm hả? Em nghĩ là chị Lâm bị dạ. Chị dạ. Em mê chị dạ hả Rick? Chồng ai đây đó có đóng sân tình thị tình với bà đó. Không. Mê ngoài không, đời. Kiểu thương chị như một người mẹ vậy đó. Mê ngoài đời. Mê ngoài đời hả? Mê ai? Mê ai? Bởi em chia sẻ chị em mê người này mà. Mê ai? Mê lắm hả? Em thích mà. Cũng mê vợ em thôi. Xạo có vợ bây giờ mà đặt có bữa rõ ràng. Giả bộ. Được rồi, chị sẽ lấy cái khúc của cái chương trình đó chị đem vô đây. Ủa? Hai đứa thua đúng không? Thua. Mấy phẻ. Ê, vậy mà không biết. Leo. Ủa?
Sao tự nhiên đang Việt Nam cái qua idol Hàn Quốc của em vậy? Có qua là qua thôi. Ừ. Vậy mà không biết. Vậy mà không biết Jisoo của chồng. Tít đã từng mê Jisoo như thế nào? Mà mày biết tao mong ai nhất không? Mong ai à? Jisoo, Jisoo. Oh. Thích liền. Thích nhất là có mồi. Mồi đẹp lắm. Vâng, và chúng ta sẽ đến với chương trình ngắm Jisoo 24 giờ. Bài hát này xinh quá. Bài hát này đáng yêu quá. Bài hát này 10 điểm. Chị mà không biết. Là mê chưa? Là mê dữ chưa? Là thật sự mê dữ chưa? Mê dữ nha. Thì có fan của người ta biết có buồn em lắm luôn á. Nếu mà chị đó đố em cặp mắt của Jisoo thì em biết ngay. Ủa? Chứ mắt của vợ em thì em không biết ngay. Mà mắt Jisoo thì em biết ngay. Giống như chị ta cô đơn lâu đó, chị ta tự hại mình. Nhà một góc nhà mình. Ok, tại tôi là tôi muốn hết đó, tôi là người xấu, được chưa? Tôi là người xấu. Tại em nhìn thấy cái lông mày á. Ôi, con ốc tỏi này chất lượng thiệt luôn á. Ngon quá. Chị nướng á, nướng một cái độ vừa phải, tại ốc tỏi thường mình nướng quá lửa là nó dai lắm. Dài. Ăn không nổi luôn á. Chị nướng vừa chín tới. Với lại phần lưỡi này của nó sẽ bị khô nè. Đúng rồi. Này là vừa. Còn cái này nó vừa luôn á. Nói vậy để cho em ăn. Ai đứa nghe là chị ăn ốc chứ chị không phải là ăn cái gì. Cơm chó. Cơm chó. Nãy giờ chị thấy chị ăn cơm chó chị bị no hơn á. Hai đứa bớt chăm sóc rồi. Ủa? Chị cọc rồi á. Dì Khánh thôi chứ ai. Làm gì mà có bạn khác. Để Dì Khánh mới chơi với chị thôi. Alo. Alo. Rảnh không? Chạy qua đây giúp chị cứu cái, cứu cái. Qua đây để chị nhắn địa chỉ cho qua liền cứu cái. Gần gần đi, gần nhà đi. Bây giờ chị nhắn tin cho cứu cái nha. Ai vậy Bô? Bên đường dây nóng.